Tất cả các bạn thì từ cái bữa mà cái bộ này nó về tới hôm nay mình mới vệ sinh bình xăng Tháo cái miếng cũ và tẩy keo rồi các kiểu rửa sạch bình xăng xong Để khô ráo các bạn Và theo cái bộ mà dán cái miếng chống trượt này người ta sẽ cho mình theo cái bịch như thế này đó Bạn nào mà có mua cái bộ này về thì sẽ biết ha à, Xé ra Xé ra thì chúng ta sẽ có được cái khăn như thế này Sau khi mà mình vệ sinh đồ sạch sẽ ngon lành xong hết rồi mình sử dụng cái khăn này để lau lại một lần nữa cho nó sạch hoàn hảo cái bình xăng tiếp sau đó là mình sẽ làm nóng cái miếng này bằng cái máy sấy các bạn à, các bạn làm nóng nó tầm khoảng từ 50 độ gì đó sau đó các bạn lột keo ra và các bạn dán và lưu ý cái miếng dán này nó cực kỳ là dính ha khi mà dán lên này thì các bạn thấy là nó ôm sát theo cái phần bình xăng luôn Nè, như cái đoạn này nó bị cong lên nè. À. Nếu mà miếng dán thường dán là bữa hai nó sẽ bị bung những cái góc, những cái cạnh. Nhưng mà cái miếng dán này thì chắc chắn các bạn là nó sẽ không bị bung góc cạnh ha. Cái lúc mà mình dán mình để vô á là mình phải canh trước rồi, mình lột keo ra rồi mình mới mới dán. Chứ còn ví dụ như các bạn dán, lột keo rồi các bạn mới canh á thì vừa để vô cái là nó hít liền. Các bạn không thể nào mà canh theo cái kiểu giống như là những cái miếng dán khác ở Việt Nam bán ha thì cái miếng này thì cũng ở Việt Nam cũng có vài đơn vị bán uh, bán đồ xe phân khối lớn cũng có nhập về bán tuy nhiên là mình thì mình order trực tiếp luôn về mình mình tới tận nhà mình rồi mình uh, xử lý mình dán chứ mình không có đi uh, mua chỗ nào hết uh, cái bộ này của mình nó thì nó sẽ chia ra làm ba dạng vân thì cái vân là đầu tiên là vân Ecomi Ecomi là những cái hộp mà nó bự 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 đó các bạn thứ hai đó là vân dạng rồ đây vân dạng rồ là như thế này nè Thứ ba là một cái cái tên gì đó mình quên rồi Nhưng mà nó dành cho dạng như đi touring hoặc là đi thành phố bình thường Thì cái bề mặt này nè, nó sẽ mịn hơn đó Cái độ nhám của cái hàng này nó sẽ rất là cao ha Để cho dành mình chạy trong sân hoặc là mình chạy tốc độ cao Khi mà mình 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 tì trên cái bình xăng này nè, nó không bị trượt Thì theo cái bộ của S1000RR này á, thì các bạn sẽ được cái miếng ở trên bình xăng này đó, miếng dán xương cá và hai cái miếng hai bên. Còn trên chiếc Suzuki GSX uh, S1000 phiên bản nét thì nó sẽ có hai miếng hai bên như vậy và một miếng ở dán ở dưới dưới ở ở đây nữa bên kia cũng vậy luôn đó nó không có bán kèm theo cái miếng này các bạn có thể là mua riêng miếng này cũng được đó các bạn có thể là mua riêng miếng này rồi mình mua hai bên hai miếng hai bên là dành cho dòng xe của mình mình đang nhận order những cái mặt hàng này ha các bạn hồi trước là mình bán hàng của GTR tuy nhiên là khi mà dán hàng trà tr nhìn nó đẹp nó bằng carbon thiệt nhưng mà những cái góc cạnh là nó hay bị bung keo cho nên là nhiều bạn phản hồi thì mình không có nhập cái hàng đó về bán nữa và bây giờ mình uh, chuyển qua bán những cái hàng ở bên mỹ à, nó chất lượng khi mà các bạn dán nè những cái đường cong đường lượng nè rất ok hàng uh, của việt nam mình làm bằng những cái miếng carbon thì các bạn nhìn thấy nó rất là bóng bẩy rất là đẹp tuy nhiên uh, là mình uh, nó không có hiệu quả cao trong những cái vấn đề như là mình uh, sử dụng xe đối với những cái miếng chống trượt như thế này khi mà mình ôm cua là cái chân mình tì lên đây nè nó sẽ không có bị trượt và miếng xương cá ở mấy trên này nó cũng như vậy luôn ha các bạn đây ở cái miếng mà mình đi dán cũ nè thì các bạn nhìn thấy nè nó rất là đẹp ha đó nó rất là đẹp ở đằng sau này là carbon thiệt luôn nè còn đây là keo khi mà lột ra rồi nó sẽ bị hư keo như thế này đó các bạn nhìn thấy không cái mép của nó nè đó. Cái mép của nó bị hở nè Dẫn tới là cát đất nó dính vô trong cái mép này Nó sẽ bị bung những cái mép lên Còn cái miếng dáng này của Mỹ á, Các bạn nhìn thấy không Mép nè à, Nó dính rất là cứng Và cái độ bền của cái miếng cao su này Cực kỳ cao ha Đó. Theo như là cái thông tin Mà mình đọc ở trên Trên web Và những cái bạn mà đang xài những cái sản phẩm này á, Thì các bạn cũng biết mà rất là nhiều bạn mình thấy là xài những cái dòng sport 1000 hoặc net 1000 cũng có dán những cái dòng sản phẩm này đó nhưng mà trên xe nhỏ thì ít có bạn nào dán tại vì thường thường là xe nhỏ nó không có làm cái cái miếng này cho xe nhỏ và ở bên mỹ nó chuộng dòng xe nào thì nó sẽ làm cho dòng xe đó ví dụ như là bmw s 1000 rr nè rồi suzuki gsx s 1000 phiên bản sport phiên bản net đó. còn ví dụ như Z1000 thì bên nước ngoài người ta ít chuộng cho nên là hình như cũng không có làm ví dụ là như vậy hoặc là Z900 chẳng hạn à, cái miếng mà các bạn có thể là xài chung các dòng xe từ xe nhỏ tới xe lớn mà cái xe nào có bình xăng bự ở phía trước như thế này thì các bạn có thể là mua cái bộ này nè cái bộ này thì nó không có phân chia ra là dành cho xe nào hết ở cái bộ này thì nó có cái gì hay đây à, à mình đang không có mặc áo ha cho nên là cái xe bóng quá nhìn thấy <tôi> tới trong luôn các bạn thấy cái độ lượng của không độ cong nè đây đó bình xăng này cong xuống này không hai bên đây nó cong cái miếng dán carbon đây để mình giấy lấy cho các bạn xem cái miếng dán carbon như thế này không thể nào mà nó ôm nó lượng theo cái bình xăng này mà nó không bị bung góc hết đó các bạn nè các bạn nhìn không đó, tất cả các góc đều có cát đất trong này nó phải bị bung cái góc lên là chỉ nó không có ôm sát cái 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 bình xăng giống như là cái miếng của mỹ này ha các bạn đó, các bạn thấy không nó ôm sát luôn dán rồi nó ôm sát và cái lực hít của nó rất là cao khi mà các bạn dán cái miếng này nó khó hơn cái miếng carbon ở chỗ là không có thể nào mà mình tháo ra mình canh lại mà các bạn chỉ canh duy nhất được đúng một lần thẳng chiều xuống như thế này đó cho nên là cái miếng dán trên bình xăng này cực kỳ khó dán luôn mình canh rất là khó khăn mới có thể là dán ngay được các bạn nhưng mà khi mà các bạn đã dán ngay được rồi thì nó rất là đáng đồng tiền mắc gạo luôn Xét về cái hiệu năng thì khi mà mình tì người vào cái bình xăng này nè Là nó sẽ chống trầy, cái miếng này nó sẽ chống trầy Thứ hai đó là nó sẽ tạo cái độ nhám Khi mà mình chạy mình hắn gấp Người mình nó không trượt, không bị đẩy về phía trước nhiều đó Hai chân các bạn có thể là kẹp lên cái miếng này Hoặc là người ngồi phía sau á các bạn hãy tì tay như thế này nè Thì cái tay này nè, nó sẽ tì ngay đây Nó không có bị trượt cái người của ngồi phía sau về phía trước rất là ok ha Đó các bạn cảm thấy rất là an toàn. Ngày ngày xưa cái lúc mà mình chưa có dán thêm hai miếng hai bên á thì cái người ngồi sau tùy vô như thế này nè, nó sẽ bị trơn bị trượt cái tay rất là khó chịu ha. Mà ngay cả bản thân mình ngồi sau mình cũng cảm giác được cái điều đó. Ở à, hai cái miếng mà mình uh, dán cũ nè, mình sẽ lấy cho bạn xem. Đây. Cái vân Eco của cái cái hãng này nè, nó giống như vậy nè các bạn. Nhưng mà nó sẽ khít hơn và nó làm đẹp hơn như vậy ha. Còn cái này là cái miếng cao su nó không được chất lượng Cái bộ mình đang cầm trên tay cho các bạn xem này nè Thì nó chỉ có tầm khoảng trăm mấy 400 ngàn thôi Còn cái bộ của mình đang dán trên xe nhập từ Mỹ vậy là tới 1 triệu mấy lần Thì các bạn thấy là cái sự khác biệt rất là rõ ràng Đó Keo của nó thì không có dính nè các bạn nó Keo hư hết trơn Mình dán nó hay bị bung quá cho nên là mình Đặt hẳn luôn cái bộ của Mỹ về mình dán Thứ nhất là về cái hiệu sức của nó Ok Thứ hai đó là về cái mặt thẩm mỹ Thứ ba là về cái uh, chất lượng của sản phẩm uh, Nó mắc một lần Nhưng mà khi mà mình dán lên đó thì uh, Xài hoài Và giá trị nó cao Cái bề mặt của cái cao su này nó bền nha Chứ nó không có bị Không 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 có không, không 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 có bị dở Khi mà các bạn xài mà hư cái miếng cao su này Là cái xe của các bạn chắc nó không phải banh chành luôn Nó mới hư Chứ còn cao su mà gắn ở đây là không bao giờ hư ha Có nhiều chỗ người ta bán cái miếng uh, cái miếng 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 chống trượt này nè đó người ta nói là cái keo nó không quan trọng cái keo ví dụ như bung thì lấy keo khác dán còn quan trọng nhất là cái bề mặt cao su này nó xịn nó bền đó nói như vậy mà cũng nói được các bạn à, ai nói cái câu này thì mình xin không tiết lộ ha và cái đơn vị này cũng bán hàng miếng chống trượt này ngày xưa mình cũng có lấy đó tuy nhiên là mình không có kể ra tên của ai nhưng mà người khi mà mình bán cho khách hàng bị bung thì người ta nói với, mình có liên hệ với là cái chỗ mình lấy á thì người ta nói là chỉ cần cái miếng này nó bền thôi còn cái keo bên trong nó không quan trọng à, nó bung thì dán keo khác là mình cảm thấy là không được ok ha các bạn thấy nè dán một cái một thôi là nó dính nó ôm theo cái cái đường lượng của mình xăng và cái miếng ở ngoài này là cái miếng cao su rất là bền nè khi mà các bạn đụng vô cái cao su nè nó không phải là dạng như là cao su nó bị cứng bị gọi là nó bị chai cứng giống như là cái cao su bình thường ha nó có một cái độ mà cao su dạng như cao su thiên nhiên á rất là ok hiện tại thì mình đang đặt cho hai bạn hai bộ về có một bạn về rồi và còn hai bạn mới vừa đặt nữa đó. nhưng mà hai bạn này cũng ở khá xa chứ nếu như mà gần thì mình sẽ dán cho hai bạn và quay phim cho các bạn xem ha để có điều kiện thì có một bạn thành phố nè Mai mốt có gì mình sẽ quay cho các bạn xem Rất là ok ha Nếu mà mình mua một chiếc xe khác hoặc là À ha Cái miếng này nè Bữa hai mình sẽ đặt cái miếng phiên bản Ecomi Và cái phiên bản mà để đi tour Mình sẽ cho các bạn xem được cái khác biệt Giữa ba cái loại là Ecomi Rồ và cái miếng là dành đi tour ha Để coi nó khác nhau cái gì dán cực kỳ ok luôn các bạn nhìn cái xe nó mạnh lên hẳn luôn đi tới bây giờ xe 13 000 cây ra mới dám bỏ tiền ra mua những cái món đồ này dán lên đó các bạn à, khi mà dán á khi mà mua cái sản phẩm này đặt cái sản phẩm này á, thì trên cái 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 web á, nó có cái thông tin trên cái web của cái hãng này nó có thông tin của từng miếng ví dụ như là công dụng của nó công năng của nó như thế nào đó thì khi mà mình đọc mình cảm thấy là nó phù hợp cái nào với mình thì mình sẽ mua cái đó à, nó có hai dạng nha các bạn Ví dụ như xe mình màu đen này mình dán màu đen Ví dụ như xe các bạn là màu trắng chẳng hạn các bạn không muốn dán màu đen thì nó có cái miếng trong suốt luôn cho các bạn nghĩa là mình lột ra mình dán là nhìn nó trong suốt luôn à, nó màu trắng nó trong suốt luôn chứ nó không màu đen thì nó có hai dạng như vậy và cái hãng này á nó có làm một cái miếng cái cái, cái 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 miếng di lông á đại khái mình nói miếng di lông đi cho nó dễ hiểu việt nam mình mà nói cho nó dễ hiểu và cái miếng đó là nó sẽ chống trầy cho xe chống lũng nha ví dụ như cầm nó làm cái 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 kéo cái gì đó, nó đâm cái miếng đó nhưng mà cái miếng nó không bị rách dạng giống như là dán keo trong việt nam nhưng mà cái cái keo của nó là cái keo xịn nó cắt theo cái khuôn của xe mình luôn về cái là mình lột keo miếng nào ra là mình dán ngay khuôn miếng đó mình không biết là dán dễ hay không nhưng mà thấy ở trên web của họ có cái sản phẩm đó để chống trầy bạn mình nó cũng kêu là sao anh không dán cái miếng đó lên xe đi thì bây giờ đó là cái xe mình nó đã cũ rồi đặt cái bộ đó hình như cũng năm sáu triệu gì đó năm <laughs> sáu triệu hay bốn triệu gì mình cũng không có coi giá tại vì không quan tâm lắm xe thì cũ rồi cho nên là thôi mình cứ đi mình giữ thôi mình đánh bóng chứ mình không có mua cái đó làm gì cho nó phí ví dụ như là xe nào mà nó mới tin luôn thì nên mua để dán người ta cắt sẵn hết theo cái khuôn xe luôn các bạn phần nào nó sơn bóng là người ta cắt sẵn hết về mình chỉ việc dán thôi đó. quan trọng là các bạn có dán được hay không á cái đó mới quan trọng đó như cái bộ này nè về dán thì cũng nó chỉ cực cái miếng ở giữa này thôi còn hai miếng hai bên thì rất là đơn giản hai miếng hai bên này của bmw s một rr đó, gọi là một chiếc nét chẳng hạn thì cứ canh ngay cái góc này nè canh ngay góc này hai bạn thấy công không canh từ miếng này lên đây cái miếng này nè cho nó ngay hàng Chứ nhiều khi á, canh ngay cái góc này đúng không? Mà cái miếng này nắm nè, để lên tí xíu Thì cái góc ngay chỗ này nó không sát ngay đây mà nó sẽ cao lên khoảng dèm như đây Thì nhìn nó sẽ xéo, cái miếng này nó sẽ xấu Cho nên là khi mà dán mình sẽ canh ngay góc này trước Để ngay đây Đó, Xong rồi bắt đầu các bạn ép tay các bạn đẩy đều ra để cho cái hơi trong này nè Nó được hót ra hết Ngay cái lỗ này nè, cái hơi này nó sẽ hót ra ngay lỗ này Vút lên đây cho hót lên đây Nó sẽ ôm sát cái miếng này của mình đó, đó là cái cách mà dán ha các bạn còn cái miếng trên này á thì đầu tiên các bạn chưa có lột keo ra các bạn ốm thử ba cái miếng này lên trước coi là cái vị trí nó nằm ở đâu mình nhớ trong đầu đó, sau đó mình mới lột keo ra cái mình sẽ canh cái góc này hẳn lên tới vị trí bên đây canh hai bên đây đó, hai bên đây cái độ của nó các bạn dán lưu ý ha bmw f một nghìn rr là cái miếng này sẽ nằm đây cái độ cong từ ngay đây nè Đi xuống đây các bạn sẽ dán cái miếng này Chứ còn nếu như các bạn dán cái miếng ở giữa này Xuống ngay chỗ cái cong Thì nó sẽ không đẹp ha Nó không cân đối Ở ngay cái vị trí này nè Nó có một cái khoảng Các bạn nhìn thấy không Khoảng cách nó bằng nhau Đó. Thì mình canh theo cái thẩm mỹ của mình Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này Các bạn nào muốn mua thì Cứ nhắn tin số điện thoại cho mình 033 250 8102 à, Lưu ý là mình sẽ phải chuyển khoản trước để đặt cái mặt hàng này chứ mình không có ship COD ha tại vì nhập về một bộ nó tới triệu mấy nhiều khi có nhiều bạn hứng hứng đặt rồi cái xong bữa hai về không lấy thì cũng mất công lắm đó. cho nên là cứ chuyển khoản trước cho mình những cái mặt hàng mà đặt từ ở bên nước ngoài về là chắc ăn nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip